cái 20m bao nhiêu tiền này? 120. Cái này giống như cái quạt trang trí. Túi lì xì. Chúc mừng năm mới. Các con biết là những cái này là cái gì không? Ơi. À. Đây vào đây rồi. Rồi, công an ạ. À. Con đứng ngoài để cho bác ấy làm. Mến chào quý vị và bạn, chào mừng quý vị và bạn đến với phố Đồng Xuân. Lúc này là 16 giờ buổi chiều ngày cuối năm, ngày 31 tháng 12 năm 2021. Duy có cuộc hành trình nhỏ đi ra phố Hàng Mã để mua đồ về trang trí cho cây đào ngày Tết quý vị nhá. Ở đây chúng ta thấy buổi chiều cho nên là lượng người khá là đông. Đặc biệt là cái khu chợ Đồng Xuân, người qua lại rất là nhiều. Nhiệt độ đường phố, tôi cảm nhận thấy nó rơi vào khoảng tầm 14 độ C. Một thời tiết cũng khá là dễ chịu. Rất là may mắn buổi chiều không có mưa, buổi sáng thì Hà Nội trời mưa cũng khá là dày hạt. Đó là những cơn mưa phùn nhưng mà rất dày hạt quý vị ạ. Phía trước của chúng ta đó là đoạn giao giữa phố Hàng Chiếu và phố Hàng Mã. Chúng ta đang đi trên các cái khu vực tuyến phố cổ quý vị nhé. Đây. Đến với phố Hàng Mã thì chúng ta thấy rất là rực rỡ đúng không ạ? Đặc biệt là buổi chiều muộn như thế này, những ánh điện của các cái gian hàng đã bắt đầu mở lên. Ơi, bóng bay kia ở đẹp nhỉ? Bây giờ bố con mình đi một vòng nhá, để xem mình sẽ mua những cái đồ gì, để mua những đồ gì để mình về mình trang trí. Đây nấm nhảy như người ta cũng có bạn đấy ngủ ạ. Theo quan sát của Duy thì màu vàng với màu đỏ, những cái màu rất là đặc trưng của dịp Tết âm lịch. Bạn thích mua vòng tay à? Vâng. Ờ, thế mua đi. Bán cho em một cái, con có lấy không? Ơi, đứng xe rồi. Con nào anh ơi? Bạn thích con nào? Con mèo ấy ạ. Con có con mèo ấy. Đây đúng không? Đây ạ. À? Con? Không ạ, à, con kiểu con mèo này này. Đúng không nhỉ? Chắc chắn đấy ạ, đây ạ. Chắc chắn không em giúp này. Ờ, không, được, anh lấy. Bao nhiêu tiền em? Con to này 35 ạ. 35 nghìn à? Đúng giá à? Con này thì 25. Anh cũng có bay cái này. Bây giờ muốn chắc nhìn thử gì nhiều. Đây anh thử tiền. Cái này nhớ là nó kiểu vơ ý. Anh có mua vòng nguyệt quế không?
Vòng nguyệt quế à? Heo trên đầu nó sáng sáng. À cái này con biết là trước con coi bố ạ. Có 20.000 một cái nhỉ? Ôi mua cho, đến đi. Đợi này nó sáng sáng thôi. Thôi thế để anh đi nữa, bây giờ bắt đầu mới đến em ạ. Để anh đi nữa không non nhiều đồ quá. Đây á. Thế là 50.000 hai thứ là ok nhá, được không? Không rồi. Cái này 20.000 cơ. Thiếu 5.000 nữa. Thiếu 5.000 nữa à? Đây, anh gửi luôn, anh lấy luôn. Ủng hộ luôn cô em. Hôm nay bán được nhiều cho em? Vừa ra xong à? Rồi, cảm ơn nhé. Đưa đây, nhi mua thử mua. Đấy. Để bố cầm cho. Đi phố mà cầm cái này là hơi vướng đấy. Rồi, chúng ta đi tiếp đi. Hả? Mình không để lại một chỗ đi chứ mình cứ cầm như thế này nó vướng quá. Em đứng ở đây còn lâu không? Em đứng ở đây lâu ạ. Thế anh gửi tí nhá. Tí anh qua. Thì anh ngược lại là anh lấy thôi mà. Anh buộc vào cái này tặng hay là buộc? Thế con buộc vào cái kia cho bố. Đang cầm nó xuống á. Ok. Anh buộc cái thùng nó bay thôi. Đâu đi con. Đi cầm tay nhau đi để đi đi. Duy thấy đoạn phố Hàng Mã giao với khu vực phố Đồng Xuân thì có vẻ các cái mặt hàng cũng như là khách hàng đến cảm giác thấy nó nhiều hơn. Đèn lồng đẹp nhỉ. Bố con mình cứ đi đắng, bây giờ vừa mới đi xong mà đã mua rồi thì cầm nó vướng lắm. Để tí. Đây là đoạn giao giữa phố Hàng Rươi, phố Hàng Mã. Đây một cái vị trí chụp ảnh rất là đẹp, được các bạn trẻ đứng ở đây để chụp hình. Ở đây mọi người tập trung gì mà đông thế nhỉ? Đây là những củ hành, củ tỏi dạ. Thật dạ để trang trí. Đây câu đối. Đây là đoạn giao giữa phố Hàng Cá và phố Hàng Mã. Đi thẳng phố Hàng Mã, ở phía đầu phố kia đó là đoạn giao với phố Phùng Hưng. Và chúng ta đã đi hết đoạn phố Hàng Mã. Bố con mình sẽ tìm cái cửa hàng nào mà nó nhiều đồ sẽ vào mua nhé. Đi ăn kẹo kia chứ gì. Kẹo kia bình tĩnh đã. Có thấy cửa hàng nào nó cũng như thế bố ạ. Thank you.
Các con biết là những cái này là cái gì không? Đây này, những cái này là cái gì biết không? Đó là gì đấy? Cái đau bố của chị hẳn. Đấy, mấy cái treo treo ở bên trên này là cái gì biết không? Cái kia là câu đối, còn cái kia là pháo gì đấy bố ạ? Chuẩn luôn, tràng pháo đấy. Thú vị, nếu không phải là những cái thời điểm dịch ấy, thì phố Hàng Mã thời điểm này chắc chắn là sẽ rất là nhộn nhịp. Và duy quan sát thì những người đến đây mua hàng chủ yếu giống như là những cái họ mua bán buôn ấy. Có cả trong chóng à? Ừ. Con thích trong chóng á? Ok, chúng ta sang kia để... Đông người quá trời luôn. Chào anh. Trong chóng này bao nhiêu tiền một cái đấy anh? Cái to 30, cái bé 20. Cái bé 20 à? Chạy là bằng gió đúng không ạ? Gió, có gió là nó to tít. Con thích cái nào? Con thích cái này. Thích cái đấy á? Lấy cả kẹo bông nữa. Cho con một cái kẹo bông nữa bố. Được. Okay, con lấy cho cháu một cái. Con có lấy thông trống không? Đây con lấy cái này vậy. Bao nhiêu tiền một cái kẹo bông này anh? 10.000 à? Thế là tổng thiệt hại là bao nhiêu ạ? 50.000. Con đứng gọn vào trong đi. Đẹp nhờ. Anh bán cái này là cái gì đấy anh? Bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn. Vâng. Vâng. Bao nhiêu tiền một cái này ạ? Tới đây có 15.000 một cái. Vâng. Em cảm ơn nhé. Vâng ạ. Let's go, đi thôi. Gió rủ ạ, cũng nhiều gió lắm cơ hả? Nó đang bay đấy. Cái này xịn nhỉ? Có tí gió mà nó quay. Quá đẹp luôn. Như kéo chọn đấy. Năm nay bố thấy là có những cái mẫu mã kia kìa, treo cũng khá là đẹp. Treo kiểu như là treo ở cửa ấy bố ạ. Giống như là vòng Noel. Giống như là trang trí kiểu Noel ấy. Tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống, phát triển kinh tế xã hội. Điều quan trọng nhất là phải có những trách nhiệm cao trong việc thực hiện các giải pháp phòng chống dịch với việc thực hiện tốt thông điệp 5K. Đó là 1. Mang khẩu trang khi ra đường hoặc tại các nơi công cộng. 2. Khử khuẩn tốt nơi ở, nơi làm việc và thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn hay xà phòng. 3. Không tụ tập đông người khi chỉ thực sự cần thiết. 4. Giữ khoảng cách tối thiểu là 2m tại những nơi đông người để bảo đảm không lây lan dịch bệnh. 5. Khai báo y tế khi gửi từ nước ngoài. Đây xem có gì để mua không? Kết hợp với tiêm vaccine phòng bệnh. Cái này giống như cái quạt trang trí. Cơ sở kinh doanh, cơ quan đơn vị và những nơi công cộng, để các cơ quan túi lì xì. Chúc mừng năm mới. Đến dịch Covid-19 xảy ra, tất cả người dân trên địa bàn Hà Nội khi có một trong các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi. Cái chữ chúc mừng năm mới kia là bao nhiêu tiền một bộ em? Cái đấy của hàng bên cạnh à? Ok. Mình mua tiếng Anh hay tiếng Việt nhỉ? Cái nào bố? Kia kìa, tiếng Anh Happy New Year kìa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
chị bán hàng gì đấy? Cái gì đây ạ? Đây là sấu xào. Sấu xào là. Các ăn, con có ăn cái gì không? À, cái này là quả cóc, cóc dầm. À, cóc dầm với lại muối. Bố đã ăn rồi. Bố ăn rồi. Ăn nó vừa chua chua rôn rốt rồi nó mặn mặn ấy. Em ăn à. Dạ. Đây là sấu ngâm đúng không ạ? Thôi con đừng sờ. Sấu bò tử. Bố chọn đi. Chưa thì có thích nhưng mà vị chưa với vị phạm thì chả có gì. Bố ở đây là có bán đèn gọi là đèn hấp nhỉ? Hấp mini riêng. Đây là những đồ trang trí này. Trang trí bốn đề. Rồi đi. Ừ, đoạn này Duy thấy bán rất là nhiều đồ hàng mã để cúng ông công ông táo. À, đèn nháy đây, đèn nháy đây rồi. Đây, vào đây để xem bác này. Cháu xem điện nháy. Thôi, con mua đi. Cái này sắc màu làm được quá. Cái này chỉ có màu vàng thôi đúng không ạ? Ừ, cái này sắc màu đây con này. Con thấy cái này to hơn đúng không? Cái này là 50m. Vâng. Cái này là 10m, 10m. Cái này 20m. Vâng. Với cái nào mình nó nhỏ quá. Như cái 20m bao nhiêu tiền ạ? 120 em ạ. 120. Còn cái 10m ạ? 10m 60, cái này 10m 60. Ừ, cái này còn này, còn cái này cơ. Cái này là 250. Đây là dây trắng, đây là dây đen. Con thích dây trắng hơn. Đây dây trắng thì đây. Dây trắng hay dây đen nhỉ? Dây đen có khi nó hợp vào hơn với lại cái kia. Nhưng mà nếu mà dây trắng thì nó không bị lộ màu nhiều ấy bố. Con quấn vào đâu? Con quấn vào đào ấy. Đào thì nó phải con quấn dây đen thì nó mới không lộ này. Còn dây trắng là lộ. Thế dây đen đi bố. Thế con lấy dây đen đi. Đấy đúng giá cho con lấy hai cái này, hai cái. 50.000 là hết giá. 50.000 là hết giá. Thế con lấy hai cái. Hai cuộn hả? Vâng, hai cuộn. Chờ đấy bà vào nhà bà lấy thêm nhé. Con đứng sắp đâu. Đây là nếu mà về Noel ấy bố thì nó gọi là vòng người quế. Ừ. Nhưng ở đây không thấy có cây người quế ở đây. Đây đồ trang trí ở đây cũng rất là nhiều. À cái này rất là để treo đào phải không? Ừ? Không phải ăn luôn. Ít nhất là chị ơi, những bao lì xì này bao nhiêu tiền? 10.000 một cái. 10.000 một tập á bộ. Cái nào cũng thế ạ? Hay là cái cỡ nào cũng thế ạ? Thôi chị bán xem 10.000 em muốn lấy cái nào lấy. Bây giờ sẽ lấy thêm 2.000. 10.000 một cái cơ. Ờ, 10.000 một gói. Không, một gói ở trong có 6 cái. 6 cái. Đấy, các con chọn đi. Chọn ủng hộ. Bao nhiêu một cái bố? Bố muốn lấy bao nhiêu? Có 6 cái. Thì con chọn khoảng 5 cái đi. 5 cái màu sắc khác nhau. Con thấy cái này đẹp nè. Đi ơi. Ừ. Con ăn luôn được không bố? Không, để tí nữa con ạ. Đâu, bố xem mẫu mã. Đây, cái này là nhỏ nhỏ xinh xinh này. Đây, con thích mấy cái phong bì kiểu này này bố này. Nó có cả. Đây, con lấy một cái rồi này. Ông thần tài đây. Ông thần tài luôn. Ô, con thấy cái màu vàng kia đẹp nhưng mà con không thể nào lấy được. Bước qua. Đây, một cái này. Ba cái rồi. Nhất là con thử chỉnh cái nháy xem nào. Cái này nó tự nháy. À, nó tự nháy à? Mình không chỉnh được. Ủa, cái này phải cắm vào điện à bố? Bố? Ừ, cắm điện. Rồi.
50 đúng không ạ? Vâng, em cảm ơn nhé. Đi thôi. Em chào bác nhá. Đây là pháo này bố này. Pháo này pháo giống như pháo sinh nhật. Cái này là pháo gì đấy ạ? Pháo bắn kim tuyến. Cái này pháo là kim tuyến, nó là mới là đẹp. Lấy nhiều không? Lấy cả chục không? Một gói này của nó có mỗi 10 cây thôi. Cái là gì vậy bố? Pháo này, pháo cây hàng. Gói một chục. Mỗi cái này là 10 cây. 10 cây. Bao nhiêu tiền một gói này ạ? 25.000. Lấy cả chục thì khác. Rồi bán cả chục 250. Thôi em lấy cái này ủng hộ bác để tối về một cái thôi. Cái này là để làm gì vậy bố? Về đốt đi. Em gửi nhé. Bác có những cái đồ trang trí cây đào không nhỉ? Cây đào có, cây đào hay là cây đào? Không, trang trí ấy, để trang trí ấy. Vâng, để treo ấy. Có cái này để đốt xáo hoa hả? Ờ. Anh có ăn thịt vừa. À đây đúng ạ. Cái này nhìn cũng đẹp này. Con này đừng sao mà đừng lấy cho người ta. Lấy con. 9.000. À, đây có những cái câu đối nhỏ rất là đẹp. Đây có đèn led kìa. Ờ, có bóng đèn này cũng đẹp. Nó lẽ ra mình phải ra đây chứ được rồi. Ừ. Những cái này nó phù hợp với lại cây thông Noel hơn. Bác có bóng bay nhỏ không? Có. Cái này như là kiểu bóng đèn à? Hay nào là gì? Không, có mấy loại để em xem này. Máy nhào để làm gì bố? Để treo ấy, làm gì? Đây ạ. Để bóng tết gì? Vâng. Bóng tết này hay là bóng hoa này? Bóng hoa này, bóng hoa này đẹp này. Tết này là bóng hoa này đẹp này. Nó gói nó đủ chưa? Nó vừa vừa thôi ạ, à. To quá. Không to quá đâu, nó như cái mũ bảo hiểm thôi. Ơi. Ờ. Đây vào đây thôi. Đây vâng, công an ạ. Con đứng gọi để cho bác ấy là. Con đứng gọi vào đây. Ừ? Muốn ăn đấy. Tôi em đi đây. Đây, trong ở đây là có này. Con chọn đi. Chọn xem trang trí cái gì. Hả? Mới chơi con bờm này được không hả? Ừ, rất là nhiều bờm. Mới chơi con được không hả? Thôi, mình bây giờ sẽ tập trung vào ngày hôm nay là mua những gì. Vạn sự lưu ý này. Những cái này cứ rút ra thôi hay là chọn rồi ấy cơ? Đây là quả thông. Đây này, mình mua cái này đúng không? Đây là cái vừa vừa này, tôi xinh xắn. Một cái này này. Mua cái gì không bố? Nên mua trang trí. Bố à? Cây đào. Bố biết cái này là cái gì không bố? Cái gì? Mày bắn nước bố ạ. Ừ. Ôi đừng bới tung nha cháu, cháu chỉ lật lên xem nha cháu, đừng bới thì nha. Cái nào là rất điểm, đừng hấp hấp thế. Dạ. Đây, cho em cái này đi bác ơi. Cái
ở đây này. Em cái này này. Với lại cái này này. Cái này bao nhiêu tiền một cái? Một túi như này là 5 cái 70.000. Vâng. Cái này nữa. Cái này 40.000 là 101, cái này 10 cái. Vâng. 101. Vâng. Có 10.000. Thôi thế là đủ rồi, đứng đây chờ bố để bố sang kia bố lấy ấy nhá. Hay là đi cùng luôn. Lấy gì bố? Lấy bóng bay ấy. Thế mình không kiểu như là mình trang trí mỗi cây đào thôi hả bố? Thế còn trang trí cái gì nữa? Đứng gọn vào, đi gọn vào thôi. Đứng gọn vào. Sao mình bố không mua một hàng chữ Happy New Year đi bố? Happy New Year thì dán ở đâu? Thì mình bỏ mấy cái sinh nhật đi. Cả để mình treo được mà. Thưa quý vị, lúc này trời đã bắt đầu tối đi một chút rồi. Và chúng ta có thể thấy là những chiếc xe của phường đang kêu gọi mọi người cho gọn đồ không ấy ra về nhà. Kia rồi. Thế con đứng đây nhá, con đứng đây nhá, đứng đây nhá. Đứng đây bố đến bố lấy cái. Đứng đứng nguyên đấy nhá. Bây giờ Duy quay lại, Duy lấy cái bóng bay vừa nãy cất ở đây. Đây, vẫn còn nguyên đây mọi người ạ. Vẫn còn nguyên. Cái đấy chỉnh được, con cứ cầm tay đi. Không có mà ăn luôn nữa hả? Không, để tí nữa mà. Cái này có cái mới không ạ? Bao nhiêu tiền cái này ạ? Anh em cái mới ạ? Như cái này bao nhiêu? Cái này 150, cái này tốt hơn, cái này tốt hơn nữa anh ạ. Cái này bao nhiêu? Cái này 200. Cái thân này tốt hơn nữa này, thân gặp được xoay 360. Cái này không xoay được à? Cũng xoay được là nó ngắn hơn.
nó ngắn thôi đúng không? Đây. Thưa quý vị, hiện tại Duy đang đi trên phố Hàng Lược. Thời điểm này là 17 giờ 17 phút ngày 31 tháng 12 năm 2021, là một trong những ngày cuối năm. Và theo quan sát của Duy trên phố Hàng Lược với những hình ảnh khá tương đồng với lại phố Hàng Mã. Vào những cái dịp Tết Nguyên Đán ấy, chúng ta đi đến khu vực ngã tư này thì là những cái khu chợ hoa. Chúng ta đã đến phố Chả Cá. Khu vực phố Chả Cá thì bán rất là nhiều những cái đồ chơi dành cho các bé. Như chúng ta có thể thấy, trên phố cổ vào giờ cao điểm thì cũng không đông giống như các cái tuyến phố chính. Ánh đèn điện đã bắt đầu được bật rồi. Đi trên các tuyến phố thời điểm này, như quý vị quan sát thấy là ven đường những ngôi nhà là treo cờ Tổ quốc, một trong những màu sắc rất là nổi bật khi đi trên các tuyến phố. Chúng ta đi trên phố Lương Văn Can. Phố Lương Văn Can bán rất là nhiều những cái đồ chơi dành cho trẻ em và cũng khá nổi tiếng. Đoạn giao giữa phố Lương Văn Can và phố Hàng Quạt. Nếu quý vị nào mà muốn mua những cái đồ về thờ cúng ấy, có thể đến phố Hàng Quạt. Rất là nhiều các cái quần áo trang phục dân tộc được bày bán đây, áo dài dân tộc, có cả khăn xếp này. Hôm nào bố qua đây bố mua bộ áo dài hay đấy. Cả người lớn đấy mà.
Thưa quý vị, chúng ta đi đoạn giao giữa ngõ Hàng Hành với phố Lương Văn Can đến đây là đến đường Lê Thái Tổ rồi. Và phía trước của chúng ta đó là nhà hàng Tùy Tạ. Quý vị và bạn có thể nhìn thấy ngày cuối năm ở Hà Nội trong năm nay thì nó không có nhiều màu sắc giống như là các năm khác, bởi vì thành phố cũng đã chỉ thị là hạn chế tổ chức, gần như là không tổ chức cũng như là bắn pháo hoa. Và chúng ta có thể thấy điểm khác biệt so với là những ngày thường, đó là những cái lá cờ tổ quốc, cờ đảng, cờ bốn liềm ấy, được treo ở trên những cột điện. Còn ở dọc tuyến phố chính bờ Hồ Gươm này, nếu vào những ngày bình thường ấy thì sẽ có những cái chữ chúc mừng năm mới. Năm nay thì Duy không nhận thấy, chỉ thấy là ở những khu vực mà dành để trồng hoa ấy, thì có các cái loài hoa khoe sắc cũng tương đối đẹp, đẹp một sự nhẹ nhàng thôi. Đây là đoạn giao giữa đường Lê Thái Tổ, phố Tràng Tiền và phố Bà Triệu. Thường thường những tầm này là chúng ta nhìn thấy những hình ảnh bà con đi tập thể dục rất nhiều, nhưng với ngày cuối năm thì theo Duy quan sát thì cũng không đông lắm. Đây là đoạn giao giữa phố Hai Bà Trưng và phố Bà Triệu. Giao giữa phố Bà Triệu và phố Lý Thường Kiệt. Thời điểm Duy đi đó là 17 giờ 25 phút ngày 31 tháng 12 năm 2021. Buổi chiều ngày cuối năm. Thời tiết Hà Nội ở ngoài nhiệt độ là 18 độ C. Giao giữa phố Trần Đạo và phố Bà Triệu. Chúc quý vị và các bạn và gia đình năm mới luôn hạnh phúc và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sắp tới. Đừng nhấn like để ủng hộ kênh, đừng quên nhấn đăng ký để đón xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.